Ngày 29 tháng 8, Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp để chuẩn bị nội dung biên tập văn kiện đại hội. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh chủ trì hội nghị. Tại cuộc họp, Thường trực Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đã thông qua thông báo phân công của Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện đối với thành viên tổ biên tập và trình bày dự thảo kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện về xây dựng văn kiện đại hội và các văn bản phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 21. Đề cương sơ bộ và đề cương chi tiết báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21. Phân công thành viên phụ trách soạn thảo, biên tập nội dung các nhóm lĩnh vực. Tại hội nghị, thành viên tổ biên tập thống nhất cao với kế hoạch phân công nhiệm vụ và nội dung các văn bản có liên quan của Tiểu ban Văn kiện và Ban biên tập Văn kiện. Riêng đối với đề cương báo cáo chính trị và chủ đề của đại hội, các thành viên đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp, phương hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế xã hội toàn diện, đồng thời tập trung xác định bổ sung các ưu tiên đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhấn mạnh, báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực tình hình, kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời dự báo được tình hình để đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cho nhiệm kỳ 2025-2030. Sau hội nghị này, các thành viên tổ biên tập văn kiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chủ động phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ đã đề ra.